Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế 10 giờ sáng của truyền hình thông tấn. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 6, các đảng lớn ở Thái Lan như là Đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất, Đảng Vì Nước Thái và Đảng Tiến Bước đã bác bỏ đề xuất thành lập chính phủ liên minh trong trường hợp Thái Lan phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Theo Phó Chủ tịch Đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất, mặc dù đề xuất thành lập chính phủ liên minh hoàn toàn là vì lợi ích quốc gia, nhưng theo quy định việc này thuộc về đảng giành được đa số ghế nhất trong Hạ viện mà hiện nay là đảng Tiến Bước. Vì thế, các bên cần tôn trọng các nỗ lực của đảng này. Và trong trường hợp đảng Tiến Bước không thể thành lập được chính phủ, thì khi đó trọng trách sẽ được giao lại cho đảng Vì Nước Thái, đảng có số ghế cao thứ hai ở trong Hạ viện. Cùng ngày, thì Phó Chủ tịch Đảng Vì Nước Thái cũng đã kêu gọi các bên ủng hộ nỗ lực thành lập chính phủ của đảng Tiến Bước, vốn đang dẫn đầu liên minh vì có tới hơn 300 ghế trong Hạ viện. Mọi sự can dự chỉ nên được tiến hành khi liên minh của đảng Tiến Bước không thể thành lập được chính phủ, và ngay cả trong trường hợp đó thì các bên vẫn cần phải bàn bạc với nhau. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết là nước này sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược mới, còn được gọi là New START, với điều kiện là Nga cũng làm tương tự. Ngoài ra, thì Washington cũng để ngỏ cánh cửa đàm phán về các hiệp ước vũ khí mới với cả Moscow và Bắc Kinh. Theo ông Sullivan, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán với Nga về quản lý các nguy cơ hạt nhân, trong đó có khả năng thay thế New START bằng một hiệp ước mới. Bên cạnh đó, thì Mỹ cũng sẵn sàng khởi động đối thoại vô điều kiện về giảm thiểu rủi ro với Trung Quốc, quốc gia đang không ngừng mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Ông Sullivan đưa ra bài phát biểu trên trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ tham gia New START nhưng chưa rút khỏi hiệp ước này. New START được hai nước ký kết năm 2010, trong đó quy định Moscow và Washington có trách nhiệm trao đổi dữ liệu toàn diện, bao gồm số lượng và các đặc tính của hệ thống vũ khí định kỳ 6 tháng một lần. Số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố cho biết là tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 5 đã cao hơn dự kiến, trong khi tăng trưởng tiền lương lại chậm lại. Và đây có thể là những cơ sở tốt để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới. Cụ thể, thì biên chế trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm gần 340.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với mức dự báo là 190.000 việc làm được các nhà kinh tế đưa ra trước đó. Ngoài ra, thì số liệu việc làm của tháng 4 cũng được điều chỉnh tăng thêm 294.000 việc làm, thay vì 253.000 việc làm như báo cáo trước. Trong khi đó, thì áp lực tiền lương cũng đang giảm dần, mang lại tín hiệu tích cực cho cuộc chiến chống lạm phát của Fed. Mức tăng thu nhập trung bình mỗi giờ của người lao động Mỹ trong tháng 5 là 0,3% và thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 4. Tăng trưởng tiền lương hàng năm do đó cũng đã được kéo xuống còn 4,3% trong tháng 5 so với mức 4,4% của tháng 4. Và những dữ liệu tích cực này đã khiến nhiều người dự báo là có hơn 70% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách vào ngày 13 và 14 tháng 6 tới đây. Nhà chức trách Nhật Bản đã phải kêu gọi hàng trăm nghìn người dân nước này đi sơ tán khi mà cơn bão nhiệt đới Mawa gây ra mưa lớn và khiến nước sông tràn bờ. Tính đến chiều 2 tháng 6, đã có một người bị thương nặng và 7 người bị thương nhẹ do ảnh hưởng của bão Mawa ở tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã phải ban bố lệnh sơ tán không bắt buộc đối với hơn 410.000 người ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, cũng như các khu vực khác ở miền Tây và miền Trung Nhật Bản. Trong đó, khoảng 130.000 người ở Toyohashi và Aichi nhận được cảnh báo sơ tán mức cao nhất, phải di chuyển ngay lập tức đến điểm an toàn. Bên cạnh đó, hơn 300 chuyến bay và 52 chuyến tàu cũng đã bị hủy do bão, trong khi gần 9.000 hộ gia đình bị mất điện. Trước đó, bão Mawa đã đi qua phía bắc đảo Guam trên Thái Bình Dương, quật đổ nhiều cây cối và gây mất điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình. Các nhà khoa học nhận định, biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ mưa lớn tại nhiều nơi do không khí ẩm giữ nhiều nước hơn. Ngày hôm qua, tại bang Odisha của Ấn Độ đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và khoảng 850 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra sau khi một đoàn tàu chở khách đã bị trật bánh và va chạm với một đoàn tàu chở hàng ở quận Balasore. Các nguồn tin ban đầu cho biết là đoàn tàu chở khách Coromandel Express khởi hành từ thành phố Kolkata đến thành phố Chennai đã va chạm với tàu chở hàng và khiến cả hai tàu đều bị trật bánh. Đội cứu hộ đã lập tức được điều đến hiện trường.
trong khi các tổ công tác của chính phủ và lực lượng không quân cũng đã được huy động trợ giúp. Giới chức địa phương xác nhận đã có gần 50 xe cấp cứu được điều động để chở người bị thương đến bệnh viện. Ngoài ra thì còn có thêm một lượng lớn xe buýt tới hỗ trợ. Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sẽ huy động mọi sự trợ giúp cần thiết để giúp đỡ các nạn nhân. Thưa quý vị, loạt phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài bắt nạt học đường The Glory, còn được dịch ra với tên gọi là Vinh Quang Trong Thù Hận, được trình chiếu trên nền tảng Netflix mới đây đã tiếp sức mạnh cho sự ra đời của Hapop Hashtag MeToo, phong trào vạch trần bạo lực học đường tại Hàn Quốc. Và cũng nhờ có phong trào này mà các nạn nhân bạo lực học đường ở Hàn Quốc như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để dũng cảm lên tiếng tố cáo những kẻ đã bắt nạt mình. Bộ phim Hàn Quốc Vinh Quang Trong Thù Hận gây sốt thời gian qua trên nền tảng số là tác phẩm được ngợi khen khắp các diễn đàn phim ảnh. Phim lấy đề tài gai góc về nạn bạo lực học đường. Ở đó, nhân vật chính Moon Dong-eun mỗi ngày đến trường đều bị bạn bè cô lập, đánh đập và tra tấn một cách dã man. Trong phim có nhiều cảnh bạo lực gây sốc với khán giả. Báo chí Hàn đưa tin, cảnh phim bạo lực kinh hoàng nhất trong bộ phim được dựa theo vụ việc có thật ở một trường nữ sinh cấp 2 tại Jeonju, tỉnh Bắc Trung Chong vào năm 2006. Bằng việc đưa vào những chi tiết thực tế, loạt phim này đã gây được nhiều tiếng vang. Sức lan tỏa của bộ phim đã tiếp sức mạnh cho những Moon Dong-eun ngoài đời thực lên tiếng. Từng bị bắt nạt thời còn đi học, bị bạn giấu kim trong giày, bị đá vào bụng, nay Pyo Jae-rim, một thợ làm tóc 26 tuổi ở Hàn Quốc, đã dám lên tiếng khi tham gia phong trào chống bạo lực học đường Hapok Hashtag MeToo. Tôi muốn đình chỉ thời hạn hiệu lực xử lý hành vi bạo lực học đường và sửa đổi luật hình sự đối với tội phỉ báng để bảo vệ các nạn nhân tốt hơn. Phong trào Hapok Hashtag MeToo nổi lên sau bộ phim Vinh Quang Trong Thù Hận đã vạch trần tất cả những thủ phạm bạo lực học đường, kể cả ngôi sao K-pop cho đến cầu thủ bóng chày, khiến những người này mất sự nghiệp. Các nạn nhân tham gia phong trào nhận được sự đồng cảm của đông đảo công chúng. Tôi cũng từng là một nạn nhân bị bạo lực học đường, nên với tôi, khi xem bộ phim này cảm thấy rất giống với thực tế. Cho đến nay thì tình trạng bạo lực học đường vẫn chưa thay đổi, nên thông qua phong trào này, tôi mong rằng có thể chấm dứt được nó. Một cuộc khảo sát vào năm 2022 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy 53.880 học sinh trong số 3,21 triệu em được khảo sát trả lời rằng các em đã từng bị bạo lực học đường trong khoảng thời gian từ học kỳ 2 năm 2021 đến học kỳ 1 năm 2022. Đây là con số cao nhất trong nhiều năm. Bất kỳ người Hàn Quốc nào từng đi học đều ít nhất một lần là nạn nhân hoặc chứng kiến những học sinh khác bị bắt nạt mà không được giúp đỡ. Tất cả chúng ta đều có những kỷ niệm đáng buồn như vậy. Mặc dù đã có những hình phạt nhất định với kẻ bắt nạt học đường, song nhiều người cho rằng những hình phạt đó chưa đủ công bằng đối với nạn nhân. Thậm chí với luật hiện hành tại Hàn Quốc, những kẻ bắt nạt có thể kiện lại người tố cáo và thắng kiện ngay cả khi nạn nhân nói sự thật. Ngoài ra, hiện chưa có hệ thống nào ở cấp độ trường học để nạn nhân có thể tiếp cận mà không do dự ngay khi bị bắt nạt. Hành vi bắt nạt thường không được xử phạt ngay trong trường và thời hạn hiệu lực đối với tội ác như vậy khiến nạn nhân khó đưa ra các cáo buộc nhiều năm sau đó. Bởi vậy, tôi cho rằng cần có một chế tài quy định nghiêm khắc hơn ngay từ trong trường học. Theo các chuyên gia, vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn nhiều nếu có sự phối hợp của các nhà trường để đảm bảo ngăn chặn và xử phạt kịp thời hành vi bắt nạt ngay khi xảy ra sự việc. Hàng loạt các nước châu Âu như là Phần Lan, Đức, Hà Lan đang trải qua một tình huống hy hữu, đó là lượng điện tái tạo quá dồi dào trong khi nhu cầu thấp và đã đưa giá điện bán buôn có lúc rơi xuống mức âm trong vài giờ liền. Và điều này cho thấy những nỗ lực của vấn đề chuyển đổi năng lượng nhiều năm qua của châu Âu để nhằm tiết kiệm năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung đã bắt đầu có hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn trường quay. Thưa quý vị, chỉ mới cách đây nửa năm, châu Âu vẫn còn loay hoay với bài toán năng lượng. Người dân châu Âu phải xoay sở tìm đủ cách để thích nghi, tiết kiệm năng lượng đến mức tối đa. Vậy mà giờ đây, họ lại đang được kêu gọi tăng sử dụng điện để tránh quá tải cho hệ thống. Tại Đức, ở thời điểm cuối năm 2022, giá điện trong hợp đồng tương lai lên đến 995 euro 1 MW. Trong thời điểm hiện tại, giá điện bán buôn lại rơi tự do xuống mức âm 109,45 euro 1 MW. Tại Pháp,
giá điện hợp đồng tương lai năm 2022 cũng vượt mốc 600 euro một megawatt, giờ đây xuống dưới không ở một số thời điểm. Hà Lan ghi nhận mức giá theo giờ thấp nhất trong ngày 30 tháng 5 là âm 185,86 euro một megawatt. Một loạt các quốc gia như Áo, Bỉ, Phần Lan cũng chứng kiến mức giá về không. Vâng, đây là thực tế tại các nước Trung và Tây Bắc Âu. Vậy châu Âu đã làm thế nào để có thể xoay chuyển ngoạn mục từ nguy cơ thiếu hụt năng lượng mà rất nhiều người đã lo ngại, chuyển thành thừa điện như hiện nay? Câu chuyện sẽ có ngay sau đây. Khu vực vùng Trung Âu và Tây Bắc là nơi có nguồn cung cấp năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời dồi dào. Khu vực này đang dư thừa điện mặt trời do áp suất tăng cao. Riêng tại Hà Lan, băng tuyết tan nhanh vào mùa xuân cũng làm dư thừa sản lượng ở các nhà máy thủy điện. Điện tái tạo dồi dào góp phần làm dư thừa nguồn cung, khiến giá điện rơi xuống mức âm. Một báo cáo được công bố vào cuối năm ngoái cho biết năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã chiếm 24% tổng lượng điện năng của EU. Với 68,5 GW công suất lắp đặt, Đức tiếp tục là nhà điều hành các nhà máy điện mặt trời lớn nhất tại EU. Với cam kết nói không với điện than, Đức đã đẩy mạnh đầu tư năng lượng tái tạo. Năm 2022 ghi nhận kỷ lục đầu tư điện mặt trời của Đức nhờ các điều kiện khí hậu thích hợp. Ngoài yếu tố nguồn cung năng lượng tái tạo dồi dào, giá khí đốt lao dốc tại châu Âu cũng góp phần giúp đưa giá điện giảm sâu. Trước đây khi giá khí đốt leo thang, châu Âu tăng nhập khẩu khí hóa lỏng từ nhiều nguồn khác nhau như Mỹ hoặc tự sản xuất trong nội khối để giảm phụ thuộc vào Nga. Giờ đây nhu cầu giảm cũng đã giúp tái cân bằng thị trường. Do giá năng lượng cao ở châu Âu, nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều khí đốt, đã sụp đổ hoặc chuyển ra ngoài châu Âu. Ở quy mô quốc gia, giá điện giảm đảm bảo an ninh năng lượng cho khối. Giá điện âm là mức giá cho các nhà cung cấp điện, chứ không phải giá cho các hộ gia đình. Tại châu Âu, hầu hết các hộ gia đình mua điện theo hợp đồng với giá cố định hoặc giá theo năm. Ước tính số điện mua dựa trên lượng tiêu thụ của năm trước. Các nước châu Âu giữ vững cam kết loại bỏ dần điện than, đồng thời phát triển năng lượng tái tạo. Mức tăng trưởng điện gió và điện mặt trời đã giúp 20 quốc gia trong khối bù đắp thiếu hụt từ thủy điện và điện hạt nhân. Và quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo là sự thay đổi về chính sách, cơ cấu, công nghệ đã diễn ra trong nhiều năm. Năng lượng tái tạo đang là hướng đi tất yếu. Không chỉ ở riêng châu Âu, năng lượng tái tạo đang là hướng đi chung của toàn thế giới trong kỷ nguyên mới vì một nền kinh tế xanh bền vững. Điện đóng một vai trò quan trọng, hydro cũng vậy, và việc sản xuất nhiều điện hơn cũng rất quan trọng. Vì thế, chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng sản xuất điện thêm hơn 30% vào cuối thập kỷ này, để chúng ta có đủ năng lực sản xuất điện cho đất nước với giá rẻ mà không cần trợ cấp. Chúng tôi sẽ tăng đầu tư công để thúc đẩy ngành công nghiệp xanh. Một phần trong kế hoạch là thiết lập khoản tín dụng thuế 500 triệu euro mỗi năm. Điều này sẽ giúp tài trợ cho các khoản đầu tư pin mặt trời, tua bin gió, pin điện. Bằng cách phát triển năng lượng tái tạo, chúng ta có thể khiến giá điện rẻ hơn trong tương lai. Tuy nhiên, những nguồn năng lượng tái tạo này cần được hỗ trợ công bằng để thu hút nhiều nguồn đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực này. Kế hoạch năng lượng sạch cho toàn châu Âu ra đời hồi cuối năm 2018 với mục tiêu đưa các nước châu Âu dần chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề giá năng lượng tăng cao, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tăng tốc sản xuất năng lượng tái tạo, bởi điều này giúp ổn định giá năng lượng và giảm phụ thuộc của Liên minh châu Âu khi 90% lượng khí đốt ở khu vực phải nhập khẩu. Vâng, làn sóng phát triển năng lượng tái tạo đã tạo ra những phát minh công nghệ từ thiết kế máy móc đến kỹ thuật điện và nhất là hệ thống truyền tải điện trên khắp châu Âu cũng được nâng cấp. Hơn nữa, khủng hoảng giá điện năm 2022 đã cho thấy rằng, dù đã ở vị trí hàng đầu về phát triển và triển khai các công nghệ điện tái tạo, EU vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa môi trường lẫn an ninh chiến lược. Đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được phép khép lại. Mời quý vị trở lại với các thông tin thời sự. Còn bây giờ sẽ là dự kiến những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ được truyền hình thông tấn gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.